Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đất có thời, phe có vận. Có những điểm báo của đất trời hay do con người làm ra đôi khi trùng hợp với những nhân sự lớn trong triều đình. Chẳng hạn như cụ rùa Hồ Gươm giả quá, gặp phải nước quá bẩn, cụ ra đi. Từ đó quan lại thì kinh thành thay đổi xoành xoạch, thi nhau vào tù. Hay nước biển Hà Tĩnh bị xả độc, cá chết kinh thiên động địa, nhưng từ đó trở đi quan chức Hà Tĩnh lại thăng tiến ầm ầm. Lúc Cồn Cát và Hào Quang Quảng Nam xuất hiện, người ta diễn giải ứng vào phe ông Phúc, cuối cùng thì ngược lại, ông Phúc rớt lưng chừng. Đây là hình ảnh vầng hào quang ở Quảng Nam, núi Mã Đen Tây Ninh có đám mây hình nấm, một loạt quan chức Tây Ninh nối đuôi nhau thăng tiến vào trung ương. Ông Nền làm bí thư Sài Gòn, ông Trần Lưu Quang làm phó thủ tướng, ông Lê Tiến Châu thay thế ông Quang làm bí thư tại Hải Phòng. Nước Vệ triều nhà Sản, năm Vệ Kính Vương thứ 12, các kinh đất đang được thịnh về đường quan lộ, nhất là Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Ninh và Thanh Hóa, Hưng Yên. Tây Ninh đang mới hình thành, thế lực chưa mạnh. Đánh giá thì các ông ở Tây Ninh không ai có tai tiếng hoặc ít tai tiếng về tham nhũng tiêu cực. Ba vùng đất giáp nhau là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đều là đất sinh ra những vua chúa, chủ tịch, tổng bí thư. Hiện nay, người của ba tỉnh này trong Trung ương chiếm rất nhiều, đặc biệt là Hà Tĩnh chiếm nhiều nhất. Trong Bộ Chính trị hiện nay có ba người gốc Nghệ An, đó là ông Trạc, trưởng ban nội chính, ông Thắng, chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và ông Huệ, chủ tịch Quốc hội. Nếu ông Huệ là phương án kế nhiệm của Tổng Bí thư hàng thứ nhất, hàng thứ hai không ai xứng hơn là ông Thắng bởi với vai trò là chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đệ tử đắc lực của ông Trọng trong việc định hướng tư tưởng trong đảng, khi cần phải xử những đối tượng cao cấp và giữ vững ý chí cộng sản trong chế độ. Nếu tạm phân ra thứ hạng thì Nghệ An đang đứng đầu, Hà Tĩnh đứng thứ hai, Hưng Yên, Thanh Hóa, Tây Ninh đứng thứ ba. Trong vài năm tới, khả năng xếp hạng chỉ thay đổi ở ba hội đồng và cả ba này đang ở hạng đồng cân. Trong năm vùng đất này, những người Tây Ninh có vẻ ít điều tiếng nhất. Tai tiếng nhất là phe Hà Tĩnh là ông Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, người đã bảo vệ cho Formosa trong việc họ gây ra thảm họa môi trường kinh khủng nhất trong lịch sử Việt Nam. Nếu ông Hà được vào Bộ Chính trị cùng với ông Lê Minh Hưng, thì Bộ Chính trị sẽ có ba người Hà Tĩnh là ông Trần Cẩm Tú, Lê Minh Hưng, Trần Hồng Hà. Trong đó, hai ông Hưng và Hà đều có cơ sở để thành Thủ tướng. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Thanh Hóa của ông Chính có khi sẽ lép vế trước Tây Ninh, đừng nói là vượt qua được Nghệ An, Hà Tĩnh, bởi ông Chính đang bị nhắm đến nhiều về vấn đề liên quan trách nhiệm ở vụ Quảng Ninh và vụ IC. Đất Hưng Yên nắm Bộ Công an và một số thứ trưởng nằm trong các bộ khác, nếu Tô Lâm làm Chủ tịch nước cùng lắm thì hết nhiệm kỳ này, khi mà đàm phán để có thể chia ghế khóa 14, ông giỏi lắm chỉ đòi được 2 hay 3 ghế bộ trưởng cho người Hưng Yên là cùng. Ngoài vùng đất còn có các phe như phe công an và phe quân đội. Hai phe này luôn thế chiếm ưu thế trong Trung ương bởi họ là lực lượng giữ gìn và bảo vệ chế độ. Hiện nay, phe công an đang chiếm ưu thế lớn trong các phe khi có đến 5 ủy viên Bộ Chính trị là các ông như Lâm, Trạc, Bình, Nên, Chính. Dự toán tới đây còn có thêm ông Lê Minh Hưng đưa tổng số lên 6 người. Hai năm trở lại đây, một số các đại gia Việt Nam, người Việt ở Đức đều rì rầm trông ngóng về phía ông Vương Đình Huệ. Họ khấp khởi hy vọng ông Huệ sẽ làm nắm tuyệt đối quyền lực trong chính trường để họ nhận được những cơ hội làm ăn. Sau chuyến đi châu Âu của ông Huệ, tất cả những doanh nhân người Việt sống ở châu Âu khi tiếp xúc với ông đều khẳng định ông Huệ sẽ là người cầm trịch đất nước trong tương lai. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, bài phân tích này chỉ có giá trị cho các quan chức chạy ghế và các doanh nghiệp chạy dự án tham khảo, tìm cách móc nối, tạo quan hệ để kiếm lợi. Mặc dù vậy, nếu những người Tây Ninh lớn mạnh và thành lãnh đạo chủ chốt thì ít ra cũng đỡ hơn được ít phần so với các lãnh đạo hiện nay xuất thân ở các vùng đất khác. Quý vị và các bạn vừa xem bài bình luận của Người Bươn Gió qua phần trình bày của Trung Khoa Thời báo.de với tiêu đề Đất có thời, phe có vận. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
ai sẽ thay ông Phúc làm chủ tịch nước đây. Vào ngày 17 tháng 1, Trung ương họp khẩn bỏ phiếu loại ông Phúc khỏi Bộ Chính trị. Hôm sau thì ngày 18 tháng 1, Quốc hội họp và miễn nhiệm ông Phúc. Việc ông Phúc bị loại hoàn toàn bất ngờ đối với chính bản thân của ông. Cứ tưởng sự việc chỉ dừng đến ông Đam, ông Minh ở đó rồi thôi. Ông Phúc sẽ ngồi làm vì với chiếc ghế chủ tịch nước đến hết nhiệm kỳ này. Nhưng họp ban bí thư Bộ Chính trị để kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, thinh linh ông Huệ đứng lên phát biểu, đòi ông Phúc phải về vì lý do người đứng đầu cấp trên của ông Minh và ông Đam không thể ngồi đó được nữa. Ông Phúc biết trách nhiệm của mình, nhưng ông nghĩ người ta sẽ để ông về hết nhiệm kỳ. Không ngờ các đồng chí của ông xuống tay một cách quá bẽ bàng cho ông như vậy. Thế là khóa này Bộ Chính trị đã vắng đi 2 người, là ông Phúc và ông Minh, còn lại 15 người. Trong số đó chỉ có 5 người đã trụ từ khóa trước là các ông Trọng, Huệ, Chính, Tô Lâm, Thưởng. Chức chủ tịch nước theo thông lệ phải có một nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị. Nếu chiều theo tiêu chuẩn này thì chỉ có ông Tô Lâm và ông Thưởng là đủ. Về vị trí từ Bộ trưởng Bộ Công an hay thay Thường trực Ban Bí thư lên làm chủ tịch nước thì có tiền lệ từ thời ông Sang và ông Quang đã có. Sẽ không có tranh cãi từ vị trí đi lên làm chủ tịch nước. Đây là hình ảnh ông Thưởng. Ông Thưởng sinh năm 1970, năm nay 53 tuổi. Nếu ông giữ chức chủ tịch nước nhiệm kỳ này và một nhiệm kỳ nữa, đến hết nhiệm kỳ sau thì vào năm 2031, ông Thưởng mới có 61-62 tuổi. Ông đủ tuổi làm thêm nhiệm kỳ nữa, làm chủ tịch nước 3 khóa liền hơi kỳ, nhưng nếu làm 2 khóa chủ tịch nước rồi thì khóa tiếp theo biết làm gì đây? Làm tổng bí thư thì là người miền Nam đầu tiên chăng? Câu hỏi được đặt ra. Chẳng lẽ làm chủ tịch nước 2 khóa rồi quay về làm thường trực ban bí thư, chủ tịch quốc hội hay sao? Ông Tô Lâm sinh năm 1957, nếu ông làm chủ tịch nước thì hết nhiệm kỳ này vào năm 2026, ông gần 70 tuổi. Nếu không phải trường hợp đặc biệt, ông sẽ về hưu. Thế nên nếu thay chủ tịch nước bằng một ủy viên Bộ Chính trị đã có nhiệm kỳ, chắc chắn ông Tô Lâm là hợp lý hơn ông Thưởng. Vấn đề là ông Tô Lâm có mối trục trặc với Đức trong vụ án Trịnh Xuân Thanh. Chuyến thăm của Thủ tướng Đức vừa qua có đề cập giải quyết vụ án Trịnh Xuân Thanh làm sao để có thể ông Tô Lâm làm chủ tịch nước được cho nó thuận lợi. Tuy nhiên, về phía Việt Nam sẵn sàng để ngỏ quan hệ với Đức thêm vài năm nhạt nhẽo nữa. Đến khi Tô Lâm về hưu, hết nhiệm kỳ chủ tịch nước này cũng chẳng sao cả. Có điều nếu Tô Lâm làm chủ tịch nước thì tứ trụ toàn người vĩ tuyến 17 đổ ra. Hai phương án khác là ông Trọng lại kiêm hai chức, hoặc một phó chủ tịch nước sẽ kiêm nhiệm quyền chủ tịch nước đến hết nhiệm kỳ này. Trong bốn phương án trên, phương án để phó chủ tịch nước kiêm nhiệm thay là phương án phù hợp và hợp lý nhất. Đợi các ứng viên còn lại làm việc thế nào để cuối nhiệm kỳ 13 đánh giá sẽ tạo nên cuộc tranh đua. Trong thời gian đó, một số ủy viên Bộ Chính trị mong chức chủ tịch nước sẽ nhất nghe theo lời ông Trọng để mong được đề cử làm ứng viên này. Việc đưa ông Thưởng hay ông Tô Lâm lên còn kéo đến việc ai thế chân hai ông này làm thường trực ban bí thư và bộ trưởng của Bộ Công an. Hai chức này còn kèm theo một chân trong Bộ Chính trị nữa. Nếu một trong hai ông này lên chủ tịch nước, lại họp Trung ương bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính trị, mà đã làm thì tất phải làm cho cả chức Phó Thủ tướng Thường trực, tức là một chức danh mà kèm theo suất ủy viên Bộ Chính trị từ bao năm nay. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hiện nay. Chức Thường trực Ban Bí thư dưới thời ông Trọng chẳng có chút quyền lực nào, chỉ như một cái chân sai vặt do ông Trọng đặt ra nên chẳng nhiều người ham. Nhưng chức Bộ trưởng Bộ Công an thì đầy quyền lực, sẽ là chức mà nhiều người rất muốn. Các ông ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc có thể làm được chức Bộ trưởng Bộ Công an. Ngoài ra còn có các ủy viên Trung ương như Trần Quốc Tỏ, Nguyễn Duy Ngọc, Lương Tam Quang. Nếu áp lực đòi làm chủ tịch nước của ông Tô Lâm không đủ mạnh, có lẽ ông Trọng sẽ chọn phương án phó chủ tịch nước kiêm nhiệm thay thế. Như thế nhiều kẻ phải chờ đợi các chức kế nhau, trong lúc chờ đợi một lòng một dạ lấy lòng yêu ông Trọng hết mực, vâng dạ cung cúc tôn kính ông còn hơn cả Bác Hồ. Như thế cũng không phải mất công họp Trung ương bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính trị, không phải họp Quốc hội bổ nhiệm chủ tịch nước hay Bộ trưởng Bộ Công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài bình luận của Người Vươn Gió với phần trình bày của Trung Khoa Thời báo .de. Tiêu đề: Ai sẽ thay ông Phúc làm chủ tịch nước?
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.